Sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc tiếng Anh, bạn không bạn tiếng Anh, hãy tạo tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh trước, sau đó bạn có thể dịch tiếng sang ngôn ngữ mục tiêu như tiếng Việt. Nếu bạn không thoải mái với tiếng Anh, hãy sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ để soạn thảo các tài liệu này. Nó mẹ cũng vậy, tôi chưa ngồi như mẹ Về phân bò. mẹ là người vui vậy, nếu tâm không tạo tiền ấy hay sao tay để tâm tạo tiền ấy chết tạo đổ tâm có tiền tích tích có lên phát đây á tích có lên phát Vâng. đây tích 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 Dịch, đây là bóng nhóc đó. để có Dịch. tiền tích chứ tăng ở nước là kiểu nhiều cái vậy nhiều đánh phong tội mãi gọi trẻ này cứ giữ ngủ mẹ để ý có phải đi ở cái gì đó Đẻ để mẹ đẻ mẹ mẹ đẻ mẹ mẹ đẻ mẹ 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 đẻ để tiền tao tao cắt định tài như này để soạn mà các tài liệu này để sự trợ giúp từ AI, sử dụng AI để tạo các cuộc hội thoại đơn giản. Ví dụ AI bạn có thể tạo một cuộc trò chuyện đơn giản giữa hai người bạn về chợ Việt Nam không? Cuộc trò chuyện yêu cầu AI bạn có thể cho tôi 20 từ liên quan đến chợ Việt Nam và sau đó tạo một câu sử dụng những từ này không? tôi cho biết từ AI, tôi dùng AI để tạo các phố của tôi tốt đẹp. Tôi hiểu AI đang có thể tạo một chút cho chuẩn trong chuẩn chú tài liệu cần để thay đổi bạn để cho về nào tốt sau khi tiêu chuẩn yêu cầu AI đang thực hiện từ tôi hai mươi bốn thành viên từ Việt Nam và sau đó sau đồng bào tin dùng những từ là con nghe chó này Học theo ngữ cảnh, cách tập trung vào các chủ đề cụ thể như chợ Việt Nam hoặc người bán hàng. Bạn có thể điều chỉnh việc học theo các ngữ cảnh thực tế, làm cho nó trở nên liên quan và thực tế hơn. tóc thể như tận trang sách phát triển và các chi thể như thể như Việt Nam một ngôi bàn phẳng bằng có thể như túi để tóc theo các yếu tăng sức khỏe làm cho nồi cho người dân lớn phải và sức khỏe hơn. Còn nếu Phương pháp thứ hai, tạo tài liệu tham khảo cho đối tác trao đổi ngôn ngữ. Tạo tài liệu tham khảo cho đối tác trao đổi ngôn ngữ. Điều quan trọng là xem xét sở thích và trình độ của họ. Phương pháp thứ hai, tạo tài liệu tham khảo người cần tôi tắt trao đổi lần lương khi tạo tài liệu tâm thảo rồi từ sắc trao đổi lần lương điều chú cần chú là xem xét tổ chức và chú tốt là tốt tổ chức là phải chúng ta chú và Chuy chúng tôi là tổ chú trong đội này tiếp dùng là để báo lên về hiểu trình độ của đối tác, đánh giá trình độ ngôn ngữ của đối tác để điều chỉnh tài liệu tham khảo một cách thích hợp. tôi khác thì tôi khác hơn cho việc quan sát nó tôi khác
chưa non, Bắt nổi rồi. nó chưa nhỏ À, để tiến độ của đường sắt đang chờ tiến độ là như đường sắt về chứ đang điều tâm sau mà sắt tiếp tục thế chủ đề dựa trên sở thích, các chủ đề mà đối tác của bạn quan tâm. Ví dụ nếu đối tác của bạn quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc, AI bạn có thể tạo một cuộc trò chuyện đơn giản giữa hai người bạn về văn hóa Hàn Quốc không? Sau đó hỏi AI bạn có thể cho tôi 20 từ liên quan đến văn hóa Hàn Quốc và tạo 10 câu sử dụng những từ này không? tên chuyên gia và tên sở thích và trong các vui vẻ mà từ các thao tác tôi tác cho bạn ở quan tâm thì nếu từ tác cho bạn quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc thì ai đang thực tế tạo một khu cho trên đơn giản thì hai người bạn về văn hóa Hàn Quốc không? Sau đó với ai ai đang có tên tuổi từ 20 từ đến khoảng từ 43 quốc gia sau 10 tạo từ nhiều ngữ phòng. Thì tính liên quan về văn hóa, tức các tài liệu tham khảo có tính liên quan về văn hóa có thể làm cho trải nghiệm học tập trở nên thú vị hơn với đối tác của bạn. À, tìm đến quan về đến tả phương pháp tài liệu tham khảo để khi liên quan về đến tả cho thêm là chơi trò chơi học cách cho những thí nghiệm tên tuổi mỗi quy tắc của đơn để tương tác cần mọi người. Phương pháp thứ ba, trình học tập có cấu trúc. Để có một phương pháp có cấu trúc hơn, hãy tạo các tài liệu tham khảo phù hợp với các trình độ khác nhau, từ sơ cấp đến cao cấp. Phương pháp từ giải tiêu thức phát tác từ tạo thức để có một phương pháp từ tạo thức phẩm hay tạo phát trẻ lượng tham tạo từ pháp và đối phát sinh độ tăng nghèo như từ pháp đến tạo cả số pháp số vụ tạo pháp cùng và để số vụ cái Bây tổng giờ phải được và công tác học tập từng bước, phát triển các tài liệu tham khảo, tiến bộ từng bước, bắt đầu với các cuộc hội thoại đơn giản. học tập từng bước và trên các tài liệu tăng cao tiền của công tốt và tạo dưới các phút hồi tuổi tình trạng. Sau đó chuyển sang từ vựng và cuối cùng là các câu phức tạp hơn, các câu phức tạp hơn. Sau đó trên tầng ký ức và cái hội cũng là tất cả hồi phúc tạp hơn. Chung vào ngữ pháp, tập với các bài tập ngữ pháp để củng cố nền tảng ngôn ngữ. Ví dụ AI, bạn có thể tạo 20 câu bằng tiếng Anh về thiên nhiên, tập trung vào ngữ pháp không? Tập trung vào những pháp rất khó và tập luyện pháp ngữ pháp về chú có nên tăng ngôn ngữ thì những AI là có thể tạo 20 tạo bằng tiền ở cái ảnh Ồ, của vậy thì ngày mai chúng về ta chú sẽ nói muốn chuyện tập sau nhé. trung vào Bây những giờ đã pháp muộn thôi rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi. nhất toán và thực hành. Đảm Tôi bảo đang sống rằng ở Hà mỗi Nội, bước vậy bao bạn gồm ra một đi thực chỗ hành nào của Hà để Nội củng rồi? cố việc học. Trung nhất phần và tinh thần phần báo là mỗi lúc vào còn nhớ tinh thần để củng cố việc học. Cách làm theo ba phương pháp này
Bạn có thể tạo tài liệu tham khảo hiệu quả cho bản thân và đối tác trao đổi ngôn ngữ của mình, nâng cao trải nghiệm trao đổi ngôn ngữ trực tuyến, sử dụng AI để điều chỉnh các yêu cầu có thể đơn giản hóa đáng kể quá trình này, làm cho việc học ngôn ngữ trở nên hiệu quả và thú vị. Đó chắc cái làm từ ấy và phương pháp này và thực tế và những cái tâm để hiện tại từ cần cách mà tôi chắc cầu là nó như tiền những nó sau trải nghiệm sau đây là người các tiên chúng tôi này là về những cái cách yêu cầu có thể tôi chán và đăng ký qua từng này là về quyết tốt là những để đến vượt qua đại sự một cái là nó như thế ít nữa là như thế nào hả nghe.